Bộ Giáo dục Đào tạo vừa trình Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí các trường đại học và địa phương cả nước. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất điều chỉnh tăng học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đại học, giữ nguyên mức học phí bậc phổ thông. Theo tờ trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, mức trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là 1,2-2,45 triệu đồng một tháng. Tùy khối ngành, thay vì mức 1,35-2,76 triệu đồng một tháng như Nghị định 81, mức thu hiện nay là 980.000 đồng đến 1,43 triệu đồng một tháng. Với những trường đã tự chủ, tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, tùy mức độ sẽ được thu tối đa bằng 2-2,5 lần mức trên, tương đương khoảng 2,4-6,15 triệu đồng một tháng.